Cái nào con kêu nó xích tao đắng. Những quầy tao bất cảo mà. Vậy là con lót không? Con màu nâu lót không? Rồi dễ dính lên gạch tao đi dính đó. Không không? Chúng nó nghĩa đó, biết chúng nó nghĩa đó. Cho dảnh lỗ tai là nó khôn lắm. Ồ, ủa nè, mở gung ngự cho anh. Nó gặn á. Để lâu dưa ba. Để gì lâu dưa ba. Chứ đập khó cho cái sao. Để gì lâu dưa ba. Để mà gung 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 lỗ tai luôn anh. Để gì lâu vậy. Xong chưa. Trời ơi, để còn đạp đạp lên cứt nữa. Cho nội. Rồi đi chỗ khác đi. Ướt ướt nhẹp à, đạp đạp lên. Dao nữa. Nhìn thấy nó yếu quá. Nhìn thấy nó yếu quá sao. Chân nó đi sao thấy yếu quá vậy. Thôi đây nè. Ủa mới nãy mày ỉa rồi mày đạp lên. Nãy mày ỉa mày đạp lên cứt mày. À, miếng chó này nó khôn hơn miếng chó kia nữa. Khỉ nó biết ra ngoài nó xíu mà. Con xù ghê. Mấy cái hộp dục nãy con bự nó ăn rồi. Ăn dạ. Ê, từ từ đấy anh ta ăn. Nó còn liếm mà bạn vậy. Ủa, đủ tay rảnh sợ khôn lắm. Nhắm đâu nó chưa bự, nó chưa phụ. Mà cái con mấy con này nó không lỏ cũng đỡ. Nó màu đều. Thì em thấy đó, bà, cái bao của đại xe của con gấu nó lên đấy, bao nó nỉa không đó. Bao nỉa chứ gạch. Nó đâu phải bao dùng thôi đâu. Phải không? Ừ. Thôi nó đại xe không. Ừ. Ủa liếm sạch bon rồi sao. Ê. Chim lỏ. Chăn gái quá. Được mà. Được hả? Trứng giấy lỏ. Chuyên cu lỏ rồi này, trứng giấy lỏ. Nó có lỏ đầu kia là lỏ kỹ mà. Xí muội. Con trai hả? Con trai hả thì thay gân. Ủa thay gân cọp bên tay chó mình cũng á thôi. Nhìn cái bà nhỏ đó hên nhỏ xíu sao có con bự. Rồi mày cắn con nhỏ đi. Vô đi. Rồi mày cắn con nhỏ đi con cặc lỏ. Lỏ. Ơi. Rồi tụi bay tấn công nó đi. Hữu đích nó nữa. Nó mới ỉa đó. Ngu chích mẹ hả. Hữu đích nó. Ủa vậy. Rồi. Cộng đồng. Cộng đồng hỏi đất đất. Giật người sợ. Con nhỏ chưa biết sợ. Thì không biết gì đâu. Đụng má mày liếm lưng đâu. Mấy em cất gì bánh gì nữa. Liếm lưng đeo. Mày liếm lưng đeo. Mẹ mày. Thôi để tao bắt con chó này vô. Nó đang liếm khí thế kìa nãy còn. Rồi cho vô. Em chắn rồi vô đi. Dạ. Được mà. Đẹp ha. Ghê quá. Con cháu mà sao ghê em chết. Bày con thân yêu mà sao. Nó ra đây nó phụt phụt lỗ đít vậy. Kêu nó đi đằng kia, đi đằng kia. Ừ. Quýnh đít cho ha. Tội nghiệp ghê trời.